ăn nghiên cứu vậy anh Khải. Ngày mai ông có thể giúp tôi một chuyện không? Chuyện gì á? Đi được, ông đi được. Đồ gì á? Tôi nghe nói là ông là đô đô bất tử mà, nghe nói là đô bất tử đúng không? Nó ngày xưa thôi, giờ uống không nổi. Sao ngày xưa là hồi xưa là bao nhiêu tuổi, bây giờ ông bao nhiêu tuổi mà nói ngày xưa? Thời 17 18 tuổi thì uống được. Giờ nay 33 rồi. Không, tại ngày mai là có cái đám tiệc, mà tiệc trong 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 phía bên phía vợ tôi đó, là cái tiệc gọi là cái gì ta nói cái gì ta? Thường thường trong đó ta gọi là cái tiệc gì quên rồi. Tiệc gặp mặt. Không, gặp nhau cuối tuần. Hai gia đình mà gặp nhau á. Liên hoan cuối tuần. Liên quan thì liên quan gì? Có nghĩa là kết nối thông gia. Gần gần đó. Đứt đoạn gia đình. Tổng đứt đoạn gia đình có tiệc nó không thằng. Chứ gì vậy nữa. Có, cái gì ta? Có nghĩa là ví dụ như là à, mở tiệc đậu bằng lái xe. Thôi ông im để tôi nói cho. Gì? Hay là mừng con đỗ đại học nghĩa vụ quân sự, nó đi mừng quá đãi tiệc. À, nó quậy quá cho nó đi á hả? Ừ. Không có phải ông thằng ơi, cái nghĩa là dạng như nào, hai đứa nó quen nhiều nhưng mà kiểu như là gia đình bên đàn trai á muốn gọi là cho con người ta gọi là để được tới để mà tìm hiểu đó, là có nghĩa là cái thằng đó nó mời ba mẹ nó qua để nói chuyện với ba mẹ của con này nè. À, nó gọi là tiệc gì? Đám hỏi. Vậy rồi, đám hỏi khác, còn cái này gọi là ra mắt, làm quen, xin phép cho hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau. Đúng. À, đúng. Là nghe nói là ông cha thằng đó nhậu gọi là một cao thủ sát thủ luôn. Mà ông nhậu toàn trái cây không nha. Hèn chi, ông trái cây bây giờ mất cái trình độ nổi trái cây là ghê rồi đó. Trái cây không, tôi nói là mà ông nhậu gì, trái lạc nè. À. Trái chua nè. À. Ông nhậu hai trái đó là trái ngọt không nhậu. Thì đúng rồi. Đó. Bây giờ nha. Nhậu với một người mà cao thủ võ lâm như vậy á thì chúng ta không thể nào chúng ta đấu với họ được. Rõ ràng. Chúng ta phải chơi hội đồng. Đủ mà hội đồng mà chơi kỳ ông thần, chơi hội đồng. Chứ giờ một cuốn ông lại chú hội đồng chứ bây giờ sao xưa giờ vẫn vậy mà. Có nghĩa là mình mời cái thằng khác ra, mời kia mời vậy đó hả? Đúng rồi, giống như đi quýnh lộn á, đi hát karaoke biển kia nó gáy gì sao nó về nhà rủ đóm lên đánh đó. Đánh hội đồng không mà, giờ đánh tay đôi ai đánh đâu mà. Nhưng mà đánh kiểu đó mình nhục lắm. Không có nhục đâu, cái này là đánh hội đồng mà đánh cái kiểu là công khai mà không ai biết. Đúng mà tính ra bây mà giờ bên nhà đó qua đúng không? Bên nhà đó cái bác đó là uống gọi là cao thủ võ lâm rồi. Người ta đã luyện tới là thành chính quả rồi. Mình chưa luyện được, nếu mà mình luyện sai cách thì mình thành tàu quái chặt ma. Chính xác đó thật. Cho nên á cái bang phái của mình á không đấu lại với cao thủ đó được, cho nên mình phải chơi hội đồng. Nhưng mà có ngặt cái là mình không có nhậu trái cây được, mình phải ai nhậu. Người ta vẫn cho phép mình luôn. Cho sao? Tại vì á trong bàn nhậu lúc nào cũng có một chén mắm. Mắm ớt, mắm tỏi, mắm gì mà sao có chén mắm là được rồi. Chia sẻ anh một cái bí quyết. Bí quyết này là giúp cho cả họ bên nhà anh luôn. Những người đang ngồi chung tiệc á ai cũng đều là uống không say hết á. Chứ không riêng mình anh nữa. Nghĩa là mình nhậu đó không say chứ mình về nhà say đúng không? Không say luôn. Đúng, vậy thôi, một mình tôi đi. Anh uống rượu vô nó đâu có ngấm đâu mà say. Chứ đi đâu thằng nằm trong bụng rồi nó thải ra nó đi đái hết đi đâu á. Mà tỷ lệ ngấm rất ít nè. Ê, chị đi. Mai quốc lỏng ấy. Bây giờ chia sẻ nha. Tất cả anh và tất cả mọi người, cách để mọi người uống rượu yếu làm sao đấu được cái cao thủ võ lâm. Bây giờ chén mắm, mình sẽ dùng chiêu vào trong chén mắm. Chiêu chén mắm là gì? Thằng mắm là mắm chiêu gì chẳng. Mới dùng chiêu đó. Bây giờ nha, anh lấy phô mai con bồ cười á, anh làm một chén mắm, anh bỏ phô mai trong bồ cười vô, anh dầm chung luôn. Đồ. Anh làm thử đi rồi. Em lỡ ông chấm rồi, ông nhậu cũng ví dụ như ông nhậu không xỉn mình tính sao? Thì tất cả đều không xỉn. À, nhậu hoài đúng hả? Không thì mình để riêng cái chén qua bên này thôi. Bàn xa mà, ông ngồi đối diện thì hai chén hai bên mà. Ê, vậy mình phải nói cái chén mắm này, cái chén mắm dùng để làm gì đi, để cho khỏi phải ông mới khỏi ăn chứ. À, chén mắm này dùng để chấm thịt chứ không chấm trái cây được. À, mà mắm đâu chấm trái cây. Đúng rồi. Ê, mắm chấm trái cây chứ. Mắm đâu chấm trái cây đâu. Ông chấm muối. À, chấm muối hả? Bây giờ thôi, anh lấy chén mắm anh dầm với phô mai bò cười cho nó tan ra đi. Đúng không? Uống rượu nó không có thấm bao nhiêu hết á. Okay. À, cái chiều này á thì mọi người làm một chén mắm. Chén mắm nào cũng được. Được. À, mọi người làm chén mắm. Mắm chấm. Cái này cũng là một cái bí kíp
giúp uống rượu không thấm. Này giúp cho mình nãy thôi chứ không phải là để chế cái này để mà nhậu cả ngày đi nha. Nhậu cả ngày chết á, chịu nổi đâu. Nhậu cả ngày đó đi bụi đó. Mở mạng chỗ cháy thôi. Đó, mọi người sẽ lấy một miếng phô mai của một người. Mọi người cho vô mọi người dằm. Bạn ơi, hãy dùng. Tính ra phô mai mà cười mình phải biết cách mở nha. Chứ tôi thấy không mở không được. Bỏ vô luôn hả? Bỏ vô. Tôi biết rồi. Sao? Cái này mình nói là mình ăn chay. Ừ. Nó giống chao bà cố luôn. Đúng rồi. Với lại anh cho thêm vô, cho em vô nước mắm nó ngon nữa. Thôi thôi thôi, thử miếng này. Ừ. Cái này mà thơm lắm. Ừ. Thơm quá. Mình chấm cũng được rồi, mình học mình cầm này mình bỏ miệng cũng được. Ừ. Đúng không? Em nó đâu có mặn đâu. Ừ. Nó có thấm đâu mà mặn. Nó không thấm. Mà cay. Nó ngon. Đó. Thì khó ăn tán đều ra. Không, đây là cái bí quyết giúp cho cả bàn của anh á nhậu. Đồ mà vậy ngon mà. Cái hội nào mà đi chơi này nọ là quất từ sáng tới chiều luôn. Đúng rồi. Xong cái tiệc đó là em chỉ giúp vấn đề là uống rượu như vậy thôi, còn cái hậu của nó ra sao đó là ráng chịu, em không có biết. Thì giúp cho uống được thôi không? Ừ, em nói giúp cho uống được thôi, còn cái hậu quả ra sao thì mọi người tự chịu. Nó không có ảnh hưởng gì hết á, nói chung là chỉ là say ngầm hay này kia chứ không có độc hại gì hết á. Nói chung là không phải là pha này vô là nó độc, nhưng không phải là vấn đề là do mọi người uống nhiều quá thì mọi người ngủ dậy mọi người thấy mệt thôi. Tại sao ta nói gì? Tại sao cứ mỗi lần uống bia về nhức đầu? Không uống lon hai lon đâu nhất không? Ừ. Mà ông quốc nó thùng nhất không? Đúng rồi. Do mình uống nhiều nhất chứ. Đúng rồi. Đúng không? Đó, chia sẻ mọi người cái bí quyết vậy thôi. Mọi người áp dụng trong trường hợp nào thì mọi người áp dụng thôi. Để mai tôi địch với ổng. Địch với ổng. Để đó. Rồi, ok.